Nó chạy rồi, tất cả đuổi theo. Vào đi. Chào ông bà. Tôi đi săn, vô tình bị rớt xuống đây. Ông bà có thể cho tôi tá túc qua đêm, ngày mai tôi đi sớm. Được rồi, cậu vào đây ngồi cho ấm. Cảm ơn bà lắm. Bà thật là tốt bụng. Bà, nơi đây là rừng sâu núi thẳm. Tại sao ông bà lại sống trong một cái hang động heo hút như vậy? Ta là Nguyệt Lão, còn kia là ông Tơ. Ta đang ngồi xe duyên cho những cặp tình nhân ở dưới trần gian. Bà là Nguyệt Lão? Vậy còn những sợi dây màu hồng này chính là những sợi dây mà gắn kết những đôi tình nhân lại với nhau sao? Đúng vậy. Khi ta xe những sợi chỉ này càng nhiều thì tình yêu của những đôi tình nhân nó càng sâu nặng. Và ngược lại, nếu ta xe ít thì đó là những mối tình không được bền. Còn một khi ta muốn đôi trai gái nào nên duyên thì ắt những người đó sẽ kết duyên và không lìa xa nhau được. Sao ta thấy nét mặt công tử chất chứa nhiều tâm sự? Công tử à, công tử có điều gì ưu tư, có thể nói cho ta biết, coi ta có thể giúp gì cho công tử được không? Thưa bà, tôi có nỗi niềm riêng, bấy lâu nay cứ khênh khánh trong lòng. Cũng may là hôm nay gặp được ông bà lão. Mong ông bà nói cho tôi biết tại sao duyên số của tôi cứ lận đận như vậy. Cũng đã hai lần sắp thành thân rồi, nhưng mà gặp chuyện cuối cùng lại không thành. À, đó là do duyên của công tử chưa có đến nên mới xảy ra chuyện không thể thành thân được. Công tử đừng có băn khoăn nhiều. Khi duyên đến á, công tử có chạy trốn cũng không thể thoát đâu. Nguyệt Lão, người có thể cho tôi biết sau này tôi sánh duyên cùng với ai được không vậy? Công tử, chẳng hay công tử đây tên gì? Dạ thưa ông lão, tiểu nhân tên là Trần Hạ, vừa tròn 20 tuổi, là con trai duy nhất của quan đại thần Trần Trung. À, Trần Hạ, ngày tháng năm sinh. Sao này công tử sẽ sinh duyên cùng với Lan Anh, con của bà lão mù lòa ăn mày ở chợ Đông gần kinh thành rồi. Ông lão thật là quá đáng. Ta đường đường là một con trai duy nhất của quan đại thần, văn hay chữ tốt như vậy lại sánh duyên cùng con gái bà lão mù lòa ăn xin hả? Sao lòng dạ của ta lúc nào cũng bồn chồn vì câu nói của ông lão trong rừng hoài vậy?
Không được. Không được. Gia cảnh của em như thế nào? Mà tại sao lại dẫn mẹ đi ăn xin vậy? Em mồ côi cha từ nhỏ. Gần đây mẹ hay đổ bệnh, không có tiền mua thuốc cho mẹ, nên mẹ phải chịu mù lòa. Nhưng em không biết làm gì để kiếm tiền nuôi mẹ, nên em phải dẫn mẹ đi ăn xin, kiếm sống qua ngày. Em tên là gì? Em tên là Lan Anh. Lan Anh? Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào được. Lan Anh. Dạ mẹ. Con ngồi xuống đây với mẹ đi con. Cha không tin. Không thể nào tin được. Những lời ông lão đó chỉ là quan đường thôi. Dạ thưa cha, lúc đầu con cũng không tin, cho nên con mới đến tận nơi, xem tận mắt, nghe tận tai. Đúng là mẹ con bé đó bị mù lòa, y chang những lời ông lão nói. Không lẽ đó là ý trời đã định sao? Không thể được. Nhưng mà nếu có, con cũng sẽ cãi mệnh trời. Con không thể nào làm chồng một cô bé ăn mày bẩn thỉu như vậy được. Cha cũng vậy. Gia đình chúng ta gia thế quyền quý, không nên nào chấp nhận con mụ ăn mày mụ lò làm thông gia được. Vậy bây giờ ý cha là sao? Tuy câu chuyện có vẻ quan được, nhưng mà để diệt trừ hậu hoạn, ta sẽ... Cha muốn giết con bé đó à? Nhưng mà nếu lỡ... Không được. Con bé nó chỉ mới 10 tuổi thôi. Nhìn con bé bẩn thỉu như vậy, con không cam tâm mà lấy được. Cha biết lúc này con đang tâm trạng rối bời. Thôi thì tất cả mọi chuyện cứ để cha lo liệu. Dạ, tùy cha quyết định, con sẽ nghe theo. Ngươi ra ngoài chợ đông, thừa lúc vắng người truy sát hai mẹ con muộn mài cho ta. Nhớ ra tay nhanh lẹ và sạch sẽ, về ta sẽ trọng thưởng cho. Dạ thưa điện nhân, bà Mai đã tới. Ngươi lui ra ngoài. Dạ. Dạ, dạ, thưa đại nhân à. Đại nhân cho người gọi tôi tới đây có điều chi sai bảo à. Bà ngồi đi. Dạ, dạ, tôi không dám à. Được rồi. Tôi nghe nói bà nổi tiếng là mát tay trong việc mai mối ở trong kinh thành này. Cho nên tôi muốn nhờ bà tìm một người cho con trai của tôi. Con trai của đại nhân à? Hình như là đại nhân á có một công tử thôi mà, không lẽ thì nó đó chứ ai. Gần 10 năm qua rồi mà công tử cũng chưa có thành gia thất hay sao vậy thưa đại nhân? Nếu nó đã có rồi thì ta cho mời bà tới đây để làm gì? Trong thời gian qua nó vùi đầu vào kinh sử. Dạ. Nay đã thành danh rồi nhưng mà chuyện thê tử cũng không có màng tới. Tôi có hối thúc thế nào đi nữa nó cũng bỏ ngoài tai. Bây giờ ta già rồi, cũng gần đất xa trời rồi, vậy mà vẫn chưa có người nói dối. Cho nên ta muốn nhờ ngươi tìm cho ta một người
để làm vợ của nó. Xong việc ta sẽ động thưởng cho. Dạ. Dạ, nhưng công tử không có màng tới cái chuyện đó thì tôi biết làm ai cho ai đây? Dạ thưa đại nhân. Ta nói người tìm thì cứ tìm đi. Dạ. Lần này nhất quyết bắt nó phải lấy vợ cho bằng được. Chị sao lụa kìa, lụa đẹp quá ha, muốn chiếc câu chị đẹp lắm chú, lựa đi chú, cái này đẹp quá, cái này đẹp quá, quý khách cứ coi tự nhiên nhỏ. Dạ cô coi đi cô, kiếm đẹp lắm nè cô. Dạ dạ rồi. Làm gì vậy? Bu ra, bu ra, bu này, bu ra, bu ra, chú ơi, bu ra, chú ơi, đứng lại, đừng cướp, đứng lại. Cô đưa có sao không vậy? Tôi không sao. Tiểu thư, Tiểu thư có sao không? Tôi không sao. Tiểu thư có sao không vậy? Ta không sao hết. Em có sao không? Em không sao. Nhưng mà cái tay nải đựng tiền bạc tư trang của chúng ta bị tên cướp nó giật rồi. Tiền bạc cho tư trang mất hết rồi, chúng ta lấy gì để làm lộ phí lên đường đây? Xin phép cho tôi hỏi, hai tiểu thư từ đâu đến và định đi đâu vậy? Tiểu thư của tôi á tên là Thu Thảo, con của quan thái úy ở triều đình. Chúng tôi đang đi ngao du xuân thủy, nhưng mà đi ngang chợ này á thì lại gặp nạn. Con gái quan thái úy đây sao? Tiếc là tên cướp chạy nhanh quá, ta giết theo không kịp rồi. Hắn hung hãn quá cho nên chị em của tôi trở tay không kịp. Đây, ta có một ít tiền, tiểu thư cứ cầm lấy đi, biết đâu là trên đường về có dịp dùng đến thì sao? Cảm ơn công tử, nhưng tôi nghĩ chắc là chị em tôi sẽ về phủ mà không đi tiếp nữa. Tiểu thư cứ nhận đi, rồi sau này mình trả lại sao? Nếu không á, về nhà lão gia biết chúng ta gặp nạn, sau này lão gia không cho chị em chúng ta đi ngao du xuân thủy nữa đó. Cảm ơn công tử. Cô nương này nói phải đó, tiểu thư cứ cầm lấy, khi nào có thì trả lại tôi cũng không muộn mà. Tôi là Trần Hạ, con trai của quan đại thần, cùng làm quan triều đình với là cha của nàng đó. Đây là ngọc bội của tôi, sau khi trở về phủ sẽ cho người tới nhà tìm chàng để trả ơn. Cảm ơn tiểu thư, mong ngày hồi ngộ. Chào công tử. Chúng ta về thôi tiểu thư. Cảm ơn công tử. Quả lời đồn không sai, ta từng nghe thiên hạ bàn tán con gái quan thái quý là một giai nhân sắc nước phương trời. Biết bao vương tôn công tử đến cầu thân nhưng không được kén chọn. Này gặp nạn mới chỉ dạy câu xã giao mà ta đã thấy chao động trong lòng rồi. Cha. Thưa cha, con mới về. Ngồi con. Cha thấy sắc mặt con hôm nay khác thường lắm, chắc ra ngoài có chuyện gì vui ha. Nói cha nghe coi. Cha, cha có biết quan thái quý trong triều không cha? Trong cung á, biết bao nhiêu là quan quân, làm sao cha nhớ hết. Mà có chuyện gì vậy không con? Hôm nay con mới gặp tiểu thư con quan thái quý. Nàng con nếu đẹp sắc nước hương trời luôn. Con mới gặp mà con đã xao xuyến trong lòng rồi. Cha cho người tới may mối dạm hỏi, cưới nàng cho con đi cha. Nàng ta khoảng bao nhiêu tuổi vậy? Con không có hỏi tuổi, nhưng mà con đoán khoảng 19 đôi mươi gì thôi à. Nàng ta sắc nước hương trời, con nhà quyền thế, lại ở cái tuổi đó, cha sợ là có người dạm hỏi rồi đó. Cha nghĩ chắc con sẽ chậm chân. Không có đâu cha, con hỏi kỹ rồi. Tuy là có nhiều người tới may mối dạm hỏi, nhưng nàng không có ưng lòng. Tới bây giờ thì nàng chưa có hẹn ước với ai hết. Con chắc chắn vậy không? Cha biết tính con mà, một khi con muốn biết gì thì con phải điều tra kỹ lưỡng chứ. Được rồi, chuyện này á, cha đích thân gặp quan thái quý để bàn rõ mới được.
Không cần phải gấp như vậy đâu cha. Cần chứ. Bao nhiêu năm qua con vùi đầu vào kinh sử, không màng tới chuyện tình yêu của đôi lứa. Cha buồn lắm. Bây giờ có người làm cho lòng con xao động, cha mừng lắm. Để cha nói gia nhân chuẩn bị lễ vật rồi phải lên đường liền. Dạ. Con trai ta gặp tiểu thư nhà ngài chỉ một lần thôi mà đã mang lòng thầm thương trộm nhớ. Nó nói với ta nhờ người mang lễ vật sang nhà ngài để cầu thân, nhưng mà ta không yên tâm cho nên mới đích thân sang đây. Ta nghĩ ngài sẽ nể mặt ta mà cho đôi trẻ nên duyên. Ta với ngài làm quan triều đình đã lâu năm, nay được kết nối thông gia với ngài thực là không còn gì tốt hơn mà. Với lại con gái của ta trở về cũng có nhắc đến công tử, với vẻ quyến luyến lắm. Ngài thái quý đồng ý rồi vậy thì tốt lắm. Được rồi, ta sẽ về coi ngày lành tháng tốt cho người mang lễ vật sang đây. Khoan đã, ta nghĩ chuyện đem lễ vật qua đây xin ngài hãy từ từ. Ngài mới về đồng ý mà, hay là có điều gì khúc mắc ở đây vậy? Không giấu giếm gì cả, con gái tôi hồi nhỏ ốm yếu, sức khỏe không được tốt. Từ hôm gặp bọn cướp trở về, không biết do hoảng sợ hay là gì nữa mà lâm bệnh nặng. Ta đã tìm thầy lo thang thuốc khắp nơi nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm, chắc không qua khỏi. Có chuyện đau lòng như vậy sao? Vâng, chỗ thân tình ta không muốn giấu giếm điều gì. Hiện thời con gái của ta đang nằm mê man trong khuê phòng. Nãy giờ nghe ngài muốn ngỏ lời dạm hỏi, trong lòng ta vô cùng rối rắm, nửa buồn nửa vui, không biết con gái của ta có được phước được phần để làm dâu của đại nhân hay không. Lão gia, lão gia. Lão gia, lão gia. Chuyện gì? Lão gia, lão gia, có lương nghi tới tìm, nói là có thể chữa bệnh cho tiểu thơ nhà mình. Thật vậy sao? Dạ. Mau, mau mời Lưu Y vào phòng, nhanh lên. Dạ, dạ. Thương đã bị căng là không có thuốc men nào có thể chữa trị được, ta e là không qua khỏi. Con sao yếu bệnh gì? Đừng, con có cách nào khác để cứu con gái tôi không? Trong rừng sâu của một loài nấm quý có thể chữa được bạch, nhưng nếu muốn có loại nấm quý đó thì người hái phải có lòng thành, phải dùng máu của mình để tưới lên cây nấm đó thì mới có thể hái được nó. Trong rừng sâu có một loại nấm có thể cứu được con gái ta. Được rồi, ta sẽ cho người tìm ngay. Sơn thiên nước độc là có nhiều hùm beo rắn rít, nên chỉ có người nào thật lòng yêu thương tiểu thơ đây, muốn trọn đời gắn bó cho vị tiểu thơ thì mới có đủ ý chí đi tìm loại nấm đó mà thôi.
Không lẽ đó là ý trời sao? Tại sao ông trời lúc nào cũng muốn thử thách con hoài vậy? Tại sao người con yêu mến lúc nào gặp hoạn nạn hoài vậy cha? Cha không hiểu tại sao nữa. Thôi thì cứ coi như con và tiểu thơ đó không có duyên phận vậy. Con sẽ đi vô đường sau, tìm được tấm quý đó, nhất định con sẽ đem về cho bằng được. Không được đâu con, rừng sâu nó độc nguy hiểm lắm, con đừng đi nha. Dù nguy hiểm cách mấy con cũng sẽ đi. Cha hãy cho người qua báo với quan thái quý là con sẽ đi, và mọi người hãy ở nhà chờ tin con. Đây là loại đá quý mà nữ y kia đã nói hay sao? Sao ta thấy nó bình thường như là bao loại đá khác thôi? Đúng là đá quý rồi. Lão gia, tiểu thơ tỉnh rồi. Tiểu thơ, con gái của ta tỉnh rồi. Con tỉnh lại rồi. Trần Hạ công tử đây đã không ngại nguy hiểm vào rừng sâu tìm một loại nấm quý và dùng máu của mình tưới lên nấm đó, đem về đây để cứu con đó. Đa tạ ơn cứu mạng của công tử. Con à, Trần Hạ đã ngỏ lời muốn con làm vợ. Cha đã đồng ý rồi. Khi nào con hồi phục sức khỏe, cha sẽ chọn ngày lành tháng tốt để cho hai con nên duyên chồng vợ. Chân tình của Trần Hạ bất chấp tánh mạng đã làm cho tiểu thư Thu Thảo rung động và cảm mến. Hôn lễ của hai người được tổ chức linh đình. Trong sự chúc phúc của hai họ, ai cũng khen họ đẹp đôi, trời xanh một cặp. Trên đầu nàng lại có vết tẹo lớn như vậy. Lúc còn nhỏ, khi em dẫn mẹ đi ăn xin, không gây thù chuốc oán với ai, nhưng lại có kẻ đuổi theo để truy sát, sau đó còn đốt nhà của em nữa. Nàng nói sao? Có kẻ truy sát giết nàng à?
em bị chém một nhát vào đầu, bất tỉnh. Cũng may lúc đó nhờ quan thái úy đến kịp thời, cho nên em mới giữ được mạng sống. Nhưng do ảnh hưởng của sự việc lúc đó, cho nên sức khỏe của em rất yếu. Vào những ngày trời lạnh, đầu em đau nhức lắm. Quan thái úy đến kịp thời cứu nàng. Sao nàng gọi cha mình là quan thái úy, lại còn nói mẹ mình đi ăn xin nữa? Nãy giờ nàng nói những gì ta không hiểu gì hết. Thật ra em chỉ là con nuôi thôi. Lúc đó may nhờ có quan thái úy cứu giúp, lại còn mang về tận tình cứu chữa, cho nên em mới qua được cơn nguy kịch. Sau đó biết được hoàn cảnh của em, một cô cha, mẹ lại bị mù, nên ông thương tình đem hai mẹ con về nuôi. Một thời gian sau đó mẹ em mất đi. Quan thái úy vì không có con nên nhận em làm con nuôi. Ông yêu thương và che chở cho em, còn cho em đi học chữ nữa. Nàng, nàng chỉ là con nuôi thôi sao? Vậy ngoài tên Thu Thảo ra, nàng còn tên nào khác không? Sao chàng biết? Em còn một tên khác. Thu Thảo á là tên do cha nuôi đặt, còn lúc nhỏ em tên là Lan Anh. Trần Lan, có chuyện gì mà chàng hoảng hốt vậy? À, mà sao chàng biết em còn một tên khác? Lỗi là tại ta, tất cả là tại ta. Ta thật đáng tội chết. Chính ta đã gây ra tai nạn cho nàng năm xưa. Lúc đó vì muốn diệt trừ hậu quả, cho nên cha ta đã sai người truy sát mẹ con nàng. Nhưng ta thật không ngờ, 10 năm sau, đứa bé ăn mày xấu xí khi lại chính là nàng. Chuyện qua rồi, chàng đừng dây dứt nữa. 10 năm trước, chàng đã đồng ý để cha cho người truy sát em. Nhưng 10 năm sau, chính chàng cũng đã không ngại khó khăn, nguy hiểm, lại còn dùng máu của mình để cứu lấy mạng sống của em. Âu, đó cũng là số trời đã định. Ta cảm ơn nàng đã hiểu và tha thứ cho ta. Bây giờ thì ta mới tin duyên giai ngẫu là do trời định. Ngày xưa ta đã lỡ lên một lần chuyện cơ với công tử, cho nên mới xảy ra điều rắc rối. Chục nữa là đã chết oan một người rồi đấy nha. Chúng ta cũng đã bị Ngọc Hoàng khiển trách. Chúng ta cũng rất hối hận chuyện của mình gây ra, nên ông Tơ đã hóa thân thành lương y, mách nước cho công tử đi tìm thuốc để mà cứu Thu Thảo đó. Dạ ông Tơ, đã cứu mạng con. Không có gì, không có gì. Hãy đứng lên đi. Nè, ta làm như vậy là để chuộc lại lỗi lầm của mình mà. Ta đã chăm chút xe duyên cho hai con. Hai con sẽ gắn bó, yêu thương nhau suốt đời. Cuộc sống sẽ êm đềm và hạnh phúc. Hữu duyên, thiên lý, năng tương ngộ. Vô duyên, đối diện, bất tương phùng. Bởi thế cho nên người đời vẫn luôn tin rằng khi sợi tơ hồng thả ràng buộc, dù có xa cách muôn ngàn vạn dặm, dù không hề biết nhau, đôi trai gái cũng sẽ thành vợ chồng.
làm em hết hồn à. Sao giờ này còn ngồi đó nữa? Đi, đi ra ngoài đình kìa. Trai gái làng mình tụ tập ngoài đình á, ca múa hát vui lắm. Đi, đi với chị. Thôi, em không đi đâu. À, chị biết rồi. Ngồi ở đây để hẹn hò với anh nào đúng không? Đâu có đâu. Vậy chứ đây làm gì? Tại vì hôm nay trăng tròn rất đẹp, cho nên em muốn ngắm trăng thôi. Chị thấy rằm nào trăng cũng đẹp mà, đâu có gì khác đâu. Nhìn hồi là nó chán rồi. Tại chị không nhìn thấy thôi. Chứ với em á, từ thở nhỏ em đã thấy ánh trăng rất là đẹp. Khác với lại mặt trời chói chang thì ánh trăng lại tỏa ra ánh sáng rất là dịu dàng, thơ mộng. Đâu để chị nhìn thử coi. Ờ ha, đúng là nhìn ánh trăng hồi cái mình mát con mắt vậy đó. Không có giống như là nhìn mặt trời nó nóng con mắt quá. Với lại chị còn thấy nha. Chị thấy gì nữa? Nó bình thường cũng đâu có khác gì như mọi ngày đâu. Tại chị không nhìn thấy thôi. Chứ còn em, mỗi lần em nhìn thấy trăng tròn lên cao, em thấy trăng rất là cô đơn. Chắc là trăng cũng đang mong có người hiểu được nỗi cô đơn của mình. Cái gì vậy? Em nhìn trăng mà em tưởng tượng được vậy luôn á hả? Chị biết không, đã có lần em mơ thấy ánh trăng là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Em ước gì em có thể lấy được chàng, hiện thân của ánh trăng. Nàng hai ơi là nàng hai, em làm cái gì vậy? Trai tráng trong làng nè, biết bao nhiêu người để ý em, họ muốn cưới em làm vợ đó. Em nhìn vô mấy người đó mà em lựa một người đi. Em vừa xinh đẹp lại hiền nữa, mà sao tự nhiên kén chọn quá vậy? Lại còn mơ với ước nữa. Sao chị thấy diễn dông quá à? Em đâu có kén chọn gì đâu. Nhưng mà không hiểu sao em không có rung động trước chàng trai ở đây. Thôi thôi thôi, em chỉ rung động với ánh trăng thôi. Hả? Thôi chị không nói chuyện với em đâu, nói hồi chị khùng luôn á. Rồi bây giờ đi vô đi, đi vô chuẩn bị, đi ra ngoài đình á, coi mọi người ca múa hát vui lắm. Đi, đi chị, đi. Thôi chị đi trước đi, tí nữa em ra. Nhớ nha. Đi đi mà. Nhớ nghe. Sao không lo làm đi con, để rồi còn đi ngủ nữa. Nè, má thấy con lúc này đó nha, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như là người thất tình vậy đó. Dạ đâu có đâu má. Tại vì con thấy trăng hôm nay đẹp quá, cho nên con ngắm thôi mà. Hết chuyện ngắm rồi hả? À, con, mấy cái lụa đó của bà Phú đó, con dệt xong chưa? Dạ cũng gần xong rồi má. Tối nay con sẽ ráng dệt thêm chút nữa. Thôi má cứ đi ngủ trước đi, đừng có đợi con. Nè, ráng thì ráng, nhưng mà nếu như dệt chưa xong á thì cứ đi ngủ, rồi sáng mai làm tiếp nha con. Con biết rồi, má đi ngủ đi. Má đi vô trước à. Ta chào nàng. Chàng, chàng là ai? Ta là Ánh Trăng đây mà. Ánh Trăng? À, ta nhớ ra rồi, ta đã từng gặp chàng ở trong giấc mơ. Vẫn khuôn mặt này, vẫn tướng mạo này, tại sao lại có cuộc gặp gỡ kỳ lạ đến như vậy chứ? Tên của ta là Tạ Hôm, ta là Ánh Trăng Mát Dịu.
soi ánh sáng trang hòa cho tất cả nhân loại. Nhưng ta rất cô đơn lạnh lẽo, vì trên bầu trời kia chỉ có những chòm sao nhỏ làm bầu bạn. Và nàng, nàng giống như là tri kỷ của ta vậy. Nàng hiểu được lòng ta. Ta và nàng có chung một tâm trạng. Hôm nay vì không kìm được lòng mình, cho nên ta mới xuống đây gặp nàng. Nhưng mà ánh trăng có thể là người bằng xương bằng thịt thiệt hả? Được chứ. Vào những đêm trăng sáng, ta có thể hóa thân thành người để gặp nàng. Cho đến khi ánh sáng ban mai chuẩn bị xuất hiện, thì ta sẽ về lại mặt trăng. Nàng, nàng có chấp nhận làm bạn với ta được không? Được làm bạn với chàng, đó là điều mà em hằng mong ước á. Chàng ngồi xuống đi. Ta rất là vui khi được làm bạn. Chết rồi. Trời sáng rồi, làm sao ta có thể quay về được đây? Em đã hại chàng rồi. Không sao, nàng đừng quá lo lắng. Mỗi tháng vào những đêm trăng tròn, ta sẽ có mặt ở trên trời để soi sáng cho nhân gian. Những ngày còn lại, ta có thể đi mây về gió, ngao du sơn thủy. Nhưng bây giờ ta đã có nàng rồi, ta sẽ không lang thang mây gió nữa, mà ta sẽ dành thời gian ở bên nàng. Nàng có đồng ý không? Em đồng ý. Nhưng mà bằng cách nào? Có cách rồi. Ban ngày ta sẽ biến thành cây rau dền ở trước sân nhà, ban đêm ta sẽ hóa thân thành người để được cạnh bên nàng. Đến khi nào trăng tròn rồi ta mới về trời. Ta đi đây. Được. Tạo Hôm, Tạo Hôm ơi, chàng đâu rồi? Tạo Hôm, Tạo Hôm. Là chàng đúng không? Thế là tối tối, Tạo Hôn đến với nàng hai. Còn ban ngày thì chàng biến thành cây rau dền đứng ngoài giường. Cuộc hẹn hò tình tứ kéo dài suốt cả tuần trăng. Cả hai ngày càng yêu nhau say đắm. Ơi, con đi giao giải, sẵn cái chợ mua đồ ăn luôn. Má ăn gì con mua? Thôi, con ăn gì thì con cứ mua. Còn má, hôm qua còn cái nồi cá kho kìa. Má ra má bứt mớ rau, cái má vô má luộc ha. Cái má chấm cái cá kho là xong bữa. Dạ. Má ơi, má nhớ đừng có ngắt cây rau dền ở phía trước sân nha. Biết rồi, cứ nói hoài à, ngày nào cũng nhắc hết. Con sợ má quên. Thôi, con đi nha.
Hồi nãy con gái mình á, nó dặn mình đừng có hái cây rau dền. Mà cây rau dền nó nằm đâu? Mà sao mình không thấy? Đấy nè. Ủa, mà sao kỳ vậy ta? Nó nằm ngay cái con đường đi ra đi vô. Mà sao mình không thấy? À, nó thấy cái cây này xanh tươi quá, rồi nó định nó để làm giống chứ gì. Mà làm giống gì cây này? Nó dễ sống thấy mồ luôn à. Rồi nhổ nguyên cây luôn ha, rồi tôi đem cho tôi lặt hết lá đi, lấy cái rễ ra cắm lại là nó sống thôi à. Công nhận mớ rau này đó xanh tươi ngon ghê vậy đó. Người của ta vậy má? Ừ, con về rồi hả? Ờ thì dạ. Má nấu canh rau dền. Má hái rau dền ở đâu? Má nhổ trước sân nhà mình chứ ở đâu? Cái rau dền của con. Cái rau dền của tôi. Má ơi má. Má ơi. Con. Nó giận má là đừng có nhổ cái rau dền của con mà. Thì đâu có sao đâu con. Thì má thấy nó non, nó ngon quá nên má nhổ. Không mấy thì má trồng lại, không có sao đâu. Chết rồi. Chàng ở đâu đây? Con nói cái gì vậy? Con nói gì má không hiểu gì hết trơn vậy? Má ơi, nhà con nhà nha. Con phải đi tìm chàng. Hai. Cái gì kỳ vậy cà? Sao nó nói cái gì mà mình không hiểu gì hết trơn vậy? Tảo Hôm ơi, chàng đang ở đâu? Tảo Hôm ơi, chàng ở đâu rồi Tảo Hôm? Đi tìm Tảo Hôm. Nếu như mà tìm được Tảo Hôm rồi, chắc chắn là về mẹ sẽ tha thứ cho ta. Tảo Hôm đã từng nói với ta, ở hướng Nam có một dòng suối thần kỳ. Dòng suối đó có thể chữa được bách bệnh. Chắc chắn là Tảo Hôm sẽ tới đó. Tảo Hôm, chàng hãy chờ ta. Tại vì con đói quá.
cho nên là con mới đào khoai, nhưng mà con chưa có kịp ăn, con trả lại cho ba nè. Ăn đi, muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn đi. Dạ, vậy con cảm ơn bà. Thịt nó thơm quá. Nhưng mà hơi gầy. Để ta về đi vỗ béo mày xong rồi tao ăn trời rồi đã biết bao nhiêu. À, bà, con chưa có ăn, con trả lại cho bà. Ăn đi, muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn đi, xong rồi về nhà làm người hầu cho ta. Em ra sao? Trời đất ơi, thiệt là tôi khổ chứ. Bà ơi, không có được đâu, con còn phải đi tìm chồng của con nữa. Với lại con đang mang thai, con phải đi tìm chồng của con. Chồng của con đang gặp nạn, đang cần con tới giúp lắm mà. Mày đang mang thai phải không? Được rồi, mày về nhà mày làm người hầu cho tao đi. Rồi mày sanh đứa nhỏ ra, mày giao nó lại cho tao, tao sẽ cho mày đi tìm chồng mày. Mình thân cô thế cô, khó lòng mà thoát khỏi tay mụ. Chi bằng cứ đồng ý theo mụ rồi tùy cơ ứng biến. Sao? Được không? Dạ được, dạ được. Nếu mà ta có đi á, người ở nhà nấu một nồi cháo cho thiệt là ngon, để cho con heo cưng của ta nó ăn biết chưa. Tại vì hắn nó ăn no đó thì nó mới chịu nghe lời ta, còn nó không no là nó không có chịu nghe lời ta. Heo cưng à, để nấu cháo ngon cho heo cưng ăn nha, heo cưng. Nhắc tới cái con gà này đó hả, ta tức giận biết là bao nhiêu. Nó luôn làm sai ý của ta. Mỗi sáng á, nó phải gáy cho thiệt là to để nó đánh thức ta dậy ta đi săn. Nó không chịu gáy, nó để cho ta ngủ quên luôn. Rồi bây giờ á hả, không ai cần, gái cho thiệt là to. Bởi vậy ta phải trừng phạt nhà người. Nhớ, ở nhà không có cho nó ăn uống gì hết trơn, biết chưa? Dạ. Ta dặn nghe, nếu ở nhà đó có làm việc á, cũng làm việc từ từ thôi, đừng có gấp quá. Nhưng mà bà ơi, ta nhớ rồi. Nhà ngươi nhớ, sanh đứa bé này ra cho ta, rồi ta sẽ cho ngươi đi tìm chồng của ngươi được chưa? Heo con, đi vô ngộ. Ngươi ăn tiếp đi. Nhà ngà trống, nhà ngươi ăn lẹ đi. Để bà ấy mà dậy thấy ta cho ngươi ăn thì cả ta và ngươi được chết đó. Ngủ được một giấc nó khỏe quá đi. Tốt lắm đó, nhà cửa tươm tất sạch sẽ, ta hài lòng lắm đó. Dạ, nhà cửa con cũng đã quét xong rồi, nước con cũng đã đổ đầy vô lu, gạo con cũng đã xay xong rồi. Giỏi, giỏi. Nhưng mà còn ngươi đó, tại sao không chịu sanh cho thiệt là lẹ cho ta đi? Dạ, cũng sắp sanh rồi ạ. Ừ, sanh cho lẹ, cho ta có đứa bé tạm bồng chơi. Heo con, đi mau. Heo con, đi. Cảm ơn nàng hai nha. Nếu không có nàng á thì ta đã bị bà phù thủy bỏ đói mấy bữa nay rồi.
Nhà ngươi cũng biết nói tiếng người hả? Biết chứ. Bà ta là một phù thủy sao? Đúng rồi, bà ta là một phù thủy rất là độc ác. Nếu ở đây sống mà không vừa lòng bà ấy á, thì bà ấy sẽ bỏ đói cho tới chết. Ta muốn bỏ trốn mấy lần nhưng mà đều bị bà ấy bắt lại. Gà trống ơi, gà trống, có chuyện gì vậy? Ngươi hãy giúp ta với. Giúp chuyện gì? Bây giờ ta sinh xong rồi, mụ phù thủy sắp về, ta phải làm sao đây? Chết, mụ quấy mà về thì mụ quấy sẽ ăn thịt đứa bé của nàng đó. Nàng mau trốn đi. Trốn hả? Đúng rồi, ta trốn. Khoan đã, ta sẽ đưa cho nàng vật này. Nàng hãy cầm lấy vật này đi. Đây là cây gậy sinh tử, là vật phòng thân của bà. Nàng hãy cầm lấy mà phòng thân. Nếu mà có gặp nguy hiểm á, thì hãy chỉ cái đầu đỏ này vào kẻ đối diện, thì người đó sẽ chết ngay tức khắc. Nàng mau đi, để ta ở lại đây để cản chân bà ấy. Mau đi nàng. Cảm ơn đã trông tốt bụng. Không biết bao giờ ta mới trả được ơn cho ngươi nữa. Nàng đi, không còn thời gian nữa đâu, bà ấy sắp về rồi. Mệt quá. Hai à. Hai. Ủa, sao nhà cửa vắng hoe vậy nè? Không lẽ là nó bỏ trốn? Nãy giờ kêu không có, như vậy là nó bỏ trốn rồi. Trời ơi, tức quá đi. Mày ngon lắm ha, mày trốn đi. Mày trốn cho khỏi tay tao nha. Tao bắt được cây này hay là mày sẽ chết với tao. Heo con, đi theo tao bắt con Hai về. Heo con, ba lên mau. Hả? Trời ơi, ăn cho nhiều mà chạy chậm quá, tiên tao cho lẹ lên. Dừng lại. Đứng đó cho tao, mày xanh con rồi hả? Giao nó lại cho ta. Không, tôi xin bà. Xin bà hãy tha cho mẹ con tôi. Ta tha cho mày thì cũng được, nhưng mà mày phải giao đứa bé lại cho tao. Nếu không hả, thì tao sẽ giết mày rồi tao bắt đứa bé. Có chết tôi không giao con lại cho bà đâu. Xử nó cho tao. Sao? Trời ơi, đòi ăn hả? Ở đây tao làm chặt có cháo cho mày ăn. Cái sao? Trời quỷ hả? Mày chạy hả? Bữa nay chạy không khỏi ta đâu. Cái con khốn kìa, mày giao không? Mày không giao hả? Tao giết mày. Tao sẽ cho mày chết. Wah! 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 Wah!
có ở nhà không? Con ơi, có ở nhà không? Cứu cho. Trời ơi, cô gái. Cô gái. Ủa, sao vậy nè con? Có sao không? Con, đứng lại bà đỡ con vô, vô nhà bà đi nè. Coi như hai mẹ con á, tai qua nạn khỏi rồi. Và muốn hai mẹ con ở đây vài ngày để cho lợi sức, rồi hắn đi. Như vậy có làm phiền già không? Ừ, không còn sao đâu con. Già ở đây một mình, với lại một đứa con nuôi, mà nó lại bị phỏng nặng lắm. Cứ ngày thì nó ra nó tầm bình dưới nước á, tới chiều tắt nắng rồi nó mới về nhà. Bị phỏng? Bị phỏng. Dạ có biết tại sao con nuôi của già bị phỏng không? Dạ hỏi mà nó không có nói. Kìa, mới nhắc nó về tới rồi kìa. Đó. Nàng hai. Tào Hôn. Nàng biết không, ta bị phỏng nặng, hao tổn nguyên khí, cho nên ta mất hết khả năng phép thuật. Vì vậy mà ta không quay về mặt trăng được nữa. Ta phải đi tìm dòng nước ở phía nam để dưỡng thương lại. Cũng may là gặp già đây, cho ta cái ăn nơi ở. Nàng biết không, trong thời gian qua ta rất đau đớn về thể xác và đau buồn vì tưởng chừng không còn gặp lại mẹ con nàng. Con mang ơn già đã cứu mang chồng con, bây giờ lại là ân nhân cứu mạng con nữa. Hình như là già có duyên với hai vợ chồng con, cho nên khiến cho gặp cả được hai người. Nàng hai, gặp lại mẹ con nàng ta vui lắm. Như vậy là chúng ta đã được đoàn tụ. Vợ con á, nó đã không quản ngại gian khổ, nó đi tìm gặp con. Hôm nay hai đứa trùng phục rồi. Để già này đi làm mâm cơm để ăn mừng ha. Nàng đã vì ta mà chịu nhiều vất vả. Nàng hãy chờ ta thêm một thời gian nữa. Khi mà vết thương ta lành hẳn, ta sẽ cầu xin Ngọc Hoàng cho ta được làm người trần, để được ở bên cạnh nàng mãi mãi. Sau đó ta sẽ đưa nàng về gặp mẹ nàng để cầu xin hỏi cưới nàng. Tình cảm của nàng hai và lời cầu khấn của Tạo Hơn khiến cho Ngọc Đế động lòng. Ngọc Đế sai Thái Thượng Lão Quân xuống trần tác hợp mối nhân duyên cho hai người, để hai người sống hạnh phúc bên nhau. Hồi nãy tao thấy con chim á,
nhả nước miếng vào đó rồi đó. Thiệt con? Thiệt. Ăn vô nó bụng hả? Tức sao? Chị mày ăn thử cho tao một miếng thôi. Đúng một miếng thôi nha, coi mày có đau bụng không. Nếu mà mày không đau bụng thì mày trả lại cho tao. Sao? Không một miếng nữa. Nè, tao nói thế thì sao? Ây da, đau quá. Đau bụng hả? Đau quá. Thôi mày ăn hết luôn đi. Nè, mày nói nữa nha. Đau quá. Mày ăn đi. Đi, mày ăn đau bụng mày đưa tao à. Mày ăn đi. Đau bụng. Chắc tao phải đi ngoài rồi. Nhưng mà rất thông minh, mà lại mồ côi nữa chứ. Rước thằng này về nhà, ắt sau này sẽ được nhờ. Gì đâu. Đúng là không uổng công ta đem và ngươi về nuôi dưỡng cho nó nên dốc nên hình. Ngươi hiểu ý ta còn hơn là con vợ lùng của ta nữa. Wow. Dịch cổ lùng đó mà nó hiểu được ý ta như ngươi thì đỡ biết mấy. Ủa, bà chủ quán. Chủ quán đâu rồi? Sao không đem con gà ra đây cho tôi? Dạ. Trời ơi, có con gà không luộc cũng lâu nữa. Dạ, có liền. Trời ơi, ông ăn mày, đi chỗ khác đi. Ngồi trên hành trước cửa quán ta, sao ta bán buôn được. Đi đi. Dạ. Dạ, em xin lỗi nha. Tại vì bữa nay quán đông quá à. Biết sao bữa nay có ông á, xong tự nhiên quán đông quá trời. Có mình là phục vụ không có được. Bà hiểu gì là được rồi. Con gà ngon nhất của quán đó. Ủa mà bà rất hiểu ý tôi nha. Con gà tôi chỉ ăn cái khúc đuôi nè chứ không ăn khúc đầu nữa. Đó hiểu quá. Thôi mời ngày dùng nha. Cứ để tôi tự nhiên. Dạ dạ. Quá thơm. Đúng ngon. Không có con gà nào ngon bằng con gà này. Ơi, sao ăn tới đây rồi no quá. Ơi. Ê, 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 ê. Ông già ăn mày đứng lại. Hả? Sao bỏ đi vậy? Đứng lên bỏ đi vậy hả? Sao không trả tiền cho người ta? Lão đâu có ăn cái gì đâu mà phải trả tiền. Làm bộ hoài à. Ông bước vô đây ông ngồi từ nãy đến giờ một buổi luôn. Ông ngồi, ông hít hết đồ ăn trong quán của người ta. Hít hơi con gà này, hít cái bao nhiêu mùi thơm trong quán ông hít hết của người ta. Vậy mà nói ông ăn hả? Hả? Ông hít hết mùi vậy, cách của tôi còn mùi đâu mà hửi hả? Sao lại có cái lý lẽ này ở trên đời được ha? Ngộ quá à, sao không có? Có tiền là có lý lẽ à. Bây giờ làm sao? Ông không trả tiền phải không? Không trả tiền á là tôi kêu người tới gông cổ ông, bắt
Linh Quang rồi nha. Cô chủ quán ơi, đừng có bắt lão cô ơi. Lão chỉ là một ông lão ăn mày nghèo khổ, cơm không có ăn, lấy tiền đâu mà trả cho bà chủ quán. Cái chuyện đó là chuyện của ông. Ông vô đây ông hít hết mùi đồ ăn của người ta, ông phải trả tiền chứ. Bây giờ có trả hay không? 1, 2, 3, tôi kéo đầu Linh Quang rồi nha. Bà ơi, bà tha cho tôi đi bà ơi. Nè ông lão kia, ông ăn hết đồ ăn ở chủ quán này, ông phải trả tiền. Đúng. Không trả là không được đâu. Đúng rồi đó, trời ơi. Ai vậy? Người của ta đó. Trời ơi, người của ông hả? Biết điều ghê gì đó. Bây giờ ông đứng lên đi, tôi sẽ giúp ông. Ông phải nghe lời tôi nha. Rồi sao, có tiền không? Nè lão kia, bây giờ mà ngươi nói ngươi không có tiền là không được. Ngươi khai hết đi, ngươi đã có bao nhiêu tiền trong người? Lão chỉ có 2 đồng lẻ này thôi hả? Trời đất ơi, nghĩ sao? Trời đất ơi, có hai đồng mà sao trả được tiền của người ta? Mấy người tới đây làm chứng cho tôi nè. Này, mấy người. Chuyện gì? Mấy người có thấy là ông này ông ngồi cả buổi không? Hả? Ông ngồi, ông ăn hết mấy con gà luôn. Không, ông hít hết mấy con gà luôn đúng không? Hít hơi gà này cộng với lại đồ ăn sơn hào hải vị trong quán tôi. Ông hít bên này, ông hít bên kia, hết mùi đồ ăn ngon. Khách của tôi đâu còn mùi để ngửi. Cộng với 7 cân rượu, cộng với nhiều thứ đồ ăn khác nữa, tôi tính rẻ là 20 đồng. Lão chỉ có 2 đồng mà làm sao mà trả được đây? Trời ơi, nghĩ sao có 2 đồng vậy? 2 đồng làm sao trả? Bây giờ tôi đưa ông Linh Quang ráng chịu rồi nha. Rẻ quá đúng không? Có 20 đồng, rẻ quá đúng không? Rẻ quá mà. Nếu tính như lời bà chủ đây, thì ông ta đang quá nhiều, mà trả có 20 đồng thì quá rẻ đúng không? Đúng rồi đó, người của ông được quá. Và tất cả mọi người đây cũng đã nhìn thấy, lão ta chỉ ngửi thôi, chứ chưa có đưa vào miệng. Có phải như vậy không? Ngửi hết mùi đồ ăn đúng không? Ngửi đúng không? Đó, ngửi hết. Vậy bây giờ xin mời bà chủ bước lại gần ông lão để ông ta trả tiền. Trời ơi, hay quá, cảm ơn nha. Người của ông được quá rồi, trả tiền đi. Ông lão nè, bây giờ ông hãy lắc cái này lên 10 lần cho bà ta nghe rõ. Ông làm đi. Bà chủ, có phải là bà đã nghe rõ tiếng lắc 10 lần của 2 đồng xu không? Nghe quá trời mà không thấy tiền đâu. Tiền đâu? Ông ta trả rồi, không thiếu 1 xu. Đâu thấy gì đâu hả? Lúc nãy bà chủ nói ông ta đã ngửi hết đồ ăn của bà chủ với giá 20 đồng. Đúng rồi. Bây giờ ông ta lắc 10 lần của 2 đồng, như vậy là trả hết, đúng không mọi người? Đúng rồi. Người ta chỉ được ngửi mà đâu có được ăn. Còn bà bây giờ được nghe lắc tiền thì đâu được nhận tiền. Nói vậy là người của ông đó vậy hay quá ha. Mấy người này vua quá đi à. Vua gì đúng rồi, còn gì nữa mà vua. Bỏ đi, dạ té đi, nhanh ra đi, đi. Lão, đa tạ cậu đã cứu giúp cho lão. Nếu không có cậu, chắc lão già này chỉ có con đường chết mà thôi. Không có gì đâu mà lại phải cảm ơn như vậy. Tại vì con thấy chị bất bình nên ra tay thôi. Đa tạ, cảm ơn cậu nhiều lắm. Sau khi bị giết công lặng bẽ bằng đồ quán ăn, bá hộ hậm hực trong lòng, tìm kế vu oan cho anh là kẻ ăn cắp, rồi đuổi đi khỏi nhà mà không trả một đồng nào. Tiếng xấu đồn xa, cả dân làng ai gặp Thiết Công cũng xì xầm to nhỏ, nhìn anh với ánh mắt kinh khi dè biểu. Không ai hơi làm, Thiết Công quyết định rời xa ngôi làng để tìm đến một nơi khác mà kiếm sống. Có biết một mình trong rừng này nguy hiểm lắm không? Đi đâu nói anh, hai anh hộ tống cho. Tôi đi chợ, mấy anh tránh đường. Chợ gì? Đâu? Mấy anh làm cái gì vậy? Nè, cô em có biết là cô em đẹp như vậy mà đi trong rừng gì nguy hiểm lắm đó. Để em đưa cô em đi nè, đi. Để anh nha. Để anh. Đi. 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 Đi.
không có ai đâu mà la. Đúng rồi đó. Đi ra đi, ở đây không có ai đâu. Đi rồi đi. Các người là thanh niên trai tráng, tại sao dám ăn hiếp cô gái yếu đuối với ba ngày ban mặt như vậy? Ê, mày là ai vậy thằng hủi thế gớm? Chứ tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Chán sống hả mày? Đúng, ta chán sống rồi đây. Từ nhỏ tới lớn, ai gặp ta cũng phải xa lánh ta, nên ta buồn, ta chán. Bởi vì ta mắc bệnh từ nhỏ rồi. Trời, mày bệnh hả? Làm như ta không bệnh vậy? Từ nhỏ lớn ta bệnh cảm ho, nhức đầu sổ mũi, bệnh suốt. Mày bệnh gì? Ghẻ lỡ. Bình thường. Bình thường. Ta nói cho các người biết, mỗi năm ta phải thay da một lần. Chỉ cần người ta đến gần tao thôi, không cần phải đụng vô người tao cũng đã bị lây bệnh. Tụi bay ngon đến gần tao đi. Bệnh một mình bần buộc lắm. Bệnh chung cho nó vui. Quỳnh ơi, ghê quá. Đến gần tao đi. Nè nè, mày đừng có lấy cái gớm biết đó nghe, mày hù tao nghe. Tao có sợ mày đâu đó. Không sợ hả mày? Quỳnh ơi, để còn muốn sống lắm. Để đi trước nha. Nhát quá. Mày ngon. Nè, mày ngon. Không có hù nghe. Nè, sao? Tao nói cho mày biết, tao không có sợ mày đâu đó. Mày coi chừng tao đó. Tao sẽ coi chừng mày. Tôi cảm ơn anh đã giúp tôi. Công ơn của anh không biết bao giờ tôi đền đáp á. Có gì đâu, cô đừng quá bận tâm. Mà cô là con gái một thân một mình như vậy, ra đường một mình nguy hiểm lắm biết không? Anh thiệt là tốt bụng, nhưng mà không may lại bị bệnh như vậy. Anh có tìm cách để mà chữa trị bệnh của anh chưa? Bộ cô tưởng tôi mắc bệnh thiệt hả? Không phải đâu, tôi làm như vậy để đánh lừa bọn chúng thôi. Tôi làm vậy đó vì để không tốn công chiến đấu với bọn chúng, và để giúp cô thoát khỏi nguy hiểm nữa. Như vậy mà anh cũng nghĩ ra được nữa hả? Anh thì là thông minh á. Hình như cô không phải là người xứ này. Cô có thể cho tôi biết cao danh quý tánh của cô được không? Dạ, tôi là người làng bên. Cha tôi là thầy đồ. Nhà tôi á thì ghép với là làng này. Mà tôi cũng không ra ngoài đường đâu, cho nên là anh cũng biết mặt. Hôm nay vì cha tôi cần thuốc cho nên là tôi mới qua đây đó. Hèn chi tôi thấy cách cư xử của cô nhã nhặn thanh tao lắm. Thì ra cô là con của thầy đồ à. Anh quá khen tôi rồi. Tôi cũng là con gái bình thường thôi, ngày ngày nấu ăn may vá đọc sách và chăm sóc cho cha tôi. Ủa, anh là người ở làng này sao? Thật ra tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, và gặp chuyện không may cho nên tôi phải sống cảnh không nhà không cửa như vậy. Tôi cũng định qua làng bên kiếm việc làm để mưu sinh qua ngày. Nếu như mà anh đã có ý định như vậy á, thì tạm thời anh cứ qua nhà tôi đi. Tôi sẽ nói lại với cha tôi để mà đền đáp công ơn anh đã cứu tôi. Tôi nghĩ là cha tôi sẽ đồng ý. Cảm ơn đồng tốt của cô. Đê đầu tư cố hương. Hiên sao xuân đến, hoa mai nở. Gian đường thu lại lá vàng rơi. Câu đối hay lắm. Dạ thưa thầy, thầy quá khen con rồi. Con chỉ thuận miệng nói như vậy thôi. Ta thấy con là người ham học, lại thông minh bẩm sinh. Ta muốn nhận con làm học trò. Thầy nói thiệt không thầy? Thầy ơi, thầy không gạt con chứ? Con cảm ơn thầy, con đội ơn thầy, con cảm ơn thầy. Sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương. Thiết công tư chất thông minh, lại được thầy đồ tận tình chỉ bảo, chẳng bao lâu đã có kiến thức sâu rộng. Thầy đồ quý mến Thiết công nên đã gả Ngọc Dung cho anh. Thiết công hết sức vui mừng. Gia đình ba người sống đầm ấm. Chưa được bao lâu thì thầy đồ trở nên bệnh nặng và qua đời. Chàng những lớp học, nối nghiệp thầy đồ bỏ đầu con trẻ. Tiếng lành đồn xa, chẳng bao lâu Thiết công đã nức tiếng cả một vùng. Tin tới tay bá hộ, hắn quyết định lặn lội tìm tới tận nơi để tận một sở thị. Bây giờ các trò bỏ viết xuống và đọc theo thầy. Nhân chi sơ. Nhân
chi sơ. Tính bổn thiện. Tính bổn thiện. Tính tương cận. Tính tương cận. Tập tương viễn. Tập tương viễn. Các trò giỏi lắm. Bài học hôm nay của chúng ta hết rồi. Bây giờ các trò về nhà cố gắng làm bài tập và viết chữ đẹp cho thầy nhé. Dạ. Bây giờ các trò có thể về. Chúng con kính chào thầy ạ. Không thể, không thể như thế được. Hôm nay chàng mệt không? Chàng uống miếng trà đi. Cơm canh sếp đã nấu xong rồi. Khi nào chàng đói, sếp dọn lên cho chàng dùng. Để ta vào trong ta phụ cùng với nàng nha. Cốc ghẻ mà ăn thịt thiên nga. Còn mình, Phượng Hoàng, mà ăn nhầm thịt của con vịt bầu, xấu xí, tham lam à. Tao không để cho chúng mày hạnh phúc đâu. Tao sẽ tìm cách hại chúng mày. Hãy đợi đấy. Ta nói nó có ở nhà chứ nó không đi đâu hết á. Thiết công. Thì ra nó ở nhà đây chứ đâu. Thiết công. Thiết công. Ta muốn nói chuyện với ngươi. Các trò, hôm nay thầy cho các trò về sớm đó. Để đi. Chẳng dừng ở đây nó chỉ chào thầy nó thôi à. Vậy mà cũng là không cho đó. Đây, giới thiệu cho người biết, đây là quân sư của ta. Người muốn nói gì nói chuyện với nó. Ta không nói chuyện tay đôi với người nữa. Nói đi, rồi có gì nó nói gửi cho ta biết. Sao quân sư mà gọi là nó? Tao quên. Ta xin thay mặt cho ông bá hộ đến đây muốn gặp cậu, muốn cậu nhận một lời thách đố của ông bá hộ. Đúng. Thách đố à? Xin lỗi, hôm nay tôi không có hứng. Làm sao nó dám? Cậu là người thông minh. Ở đây ông bá hộ là người giàu có và có thế lực. Nếu như cậu không nhận lời thách đố của ông ta thì hậu quả như thế nào thì chắc cậu cũng hiểu rồi đó. Nó hiểu chứ. Ta nói cho cậu biết, ông ta đã lén cho người lấy cắp chiếc khăn tay của vợ cậu nhằm dựng chuyện gian díu hãm hại thanh danh của cậu. Nếu cậu không nhận lời thì hậu quả thật là khó lường đó nghe. Còn nếu như cậu được thì cậu sẽ có được danh dự của mình và có được cả gia tài của ông ta nữa. Cậu cứ yên tâm, ở đây mọi chuyện có ta làm chứng. Ta nhắm nó có chịu không mà ngươi làm chứng? Chắc chắn là phải chịu. Ta sẽ làm một bản khế ước, cả hai cùng điểm chỉ trong đó. Được. Lời thách đố là như thế nào? Nói cho nó biết. Cầu đố như thế này. Vào những năm giặc xâm lược nước ta, dân tình khốn khổ, rút vào tận rừng sâu mà sinh sống, thiếu gạo, nhà vua mới cho người sang nước láng giềng mua một loại hạt đậu. Mà loại hạt đậu này to đến mức mà khi nấu lên một hạt thì 100 người ăn vẫn không hết. Câu hỏi này cơ bụng hơi khó. Hãy cho ta thời gian, ngày mai ta sẽ trả lời. Ngày mai à? Như vậy thì ngươi đã đồng ý thách đố. Vậy thì ta sẽ làm một bản khế ước cho cả hai cùng điểm chỉ nghe. Ta lớn, ta điểm chỉ trước cho. Dạ mời ông. Mời ngươi.
Cậu thông minh lắm. Ta đi thôi. Quá thông minh á. Dạ mời ông. Mời cậu. Em uống miếng trà đi. Cảm ơn nè. Quang vô đây đi, con nói quang mà nó ở trong này chứ không đâu hết đó. Vợ chồng nó ở trong này nè. Tụi bay đè lên. Quang qua coi chừng cái cầu này nó sập nha quang. Đi cẩn thận đó quang ơi. Vô đây, Linh vô theo tao. Khỏi thoát được tụi con. Nó ở đây rồi. Tụi bay vô bắt nó, đem về quỷ đường công đầu nó. Đè lên. Tụi bay nghe lời tao. Bắt vợ chồng thằng này về quỷ đường công đầu đó. Sao? Ở đây ngươi là quan hay ta là quan? Dạ, bẩm quan là quan, còn con là con. Lấy ghế của quan. Dạ, lấy ghế. Dạ, đi quan ghế này quan. Tránh ra. Dạ. Đúng theo lời hẹn, lý ra bữa nay hai vợ chồng nhà ngươi phải lên phủ quan để trả lời câu hỏi cuối cùng giải đáp của bá hộ. Dạ. Nhưng tại sao vì lẽ gì mà hai nhà ngươi không đến? Dạ bẩm quan, không phải là hai vợ chồng con thất hẹn, mà chẳng qua là sáng nay hai vợ chồng con phải qua bên làng bên làm một việc rất quan trọng mà. Nó nói dối của quan, coi chừng nó gạt quan á. Bấy đâu, công đầu hai chồng nó cho tao. Ở đây ta là quan hay ngươi là quan? Dạ quan là quan mà. Dạ bẩm quan, chuyện là như vậy. Sáng nay bên làng bên có một cái chảo rất lớn, nó lớn bằng ngôi nhà. Chính vì vậy vợ chồng hạ thần qua bên đó cùng phụ với dân làng khiêng nó về. Cái gì? Cái chảo mà to bằng ngôi nhà? Dốc. Dạ có thưa quan, nếu không có cái chảo to bằng ngôi nhà thì làm sao mà nấu được hạt đậu bự mà cả trăm người ăn như là bá hộ đã nói. Có đúng như vậy không? Dạ, dạ bá hộ. Dạ, 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 dạ thưa, dạ, 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 dạ thưa, dạ, dạ, dạ. Vậy là mọi chuyện đã rõ. Như đã giao ước, vợ chồng thiết công đã trả lời được câu đố mà bá hộ đã đưa ra. Lý ra nhà ngươi phải giao hết tất cả tài sản cho vợ chồng thiết công. Dạ. Đồng thời nhà ngươi phải xin lỗi và trả lại danh dự cho vợ chồng người ta. Cảm ơn quan huyện đã minh quan xét xử công bằng cho vợ chồng con. Nay mọi việc đã sáng tỏ, vợ chồng con không dám nhận tài sản của bá hộ đâu. Chỉ mong quan huyện thực hiện lời yêu cầu của con thôi. Là mong sao bá hộ sống đàng hoàng tử tế, không làm hại tới người dân vô tội nữa. Nếu thiết công đã có ý nguyện như vậy thì ta sẽ chấp thuận cho nhà ngươi. Từ nay nhà ngươi có thể an tâm tiếp tục sự nghiệp gõ đầu con trẻ và sống hạnh phúc bên người vợ của mình. Đa tạ quan huyện. Riêng phần bá hộ. Dạ có bá hộ. Ngươi sống hay gieo bão, lại có thói ganh ghét những người hiền. Nay ta phạt đánh 30 heo. Dạ quan. Để làm gương cho người đời và kẻ khác. Dạ tha cho con quan ơi, tội nghiệp con mà quan. Trời ơi, quan ơi, quan lấy giùm tôi cái gậy coi. Quan ơi, quan ơi, tha cho con quan ơi là quan. Quan ơi, quan ơi. Quan ơi. Kể từ hôm đó, bá hộ đi đến đâu cũng bị người chê kẻ cười. Ngay cả trẻ con trong làng cũng khinh thường bá hộ. Bá hộ xấu hổ và không dám nhìn mặt ai nữa. Về phần thiết công, ở hiên thì gặp lành. Khoa thi lại đến, thiết công đã đổ đạt bảng vàng, vinh quy bái tổ, cùng Ngọc Dung sống cuộc đời sung túc và hạnh phúc. Thank you.
không? Sao không? Sao ngon nè em ơi. Muốn gian vàng mã về đốt để cho bà con. Bây giờ bán được anh. Được hả? Xong vui thế giới mình kia. Mọi người có thấy thằng bắn rau đâu không? Nó mất tiêu rồi kìa. Chuyện đâu rồi? Cháu, chuyện gì vậy? Chị gì vậy chị? Cái tên bắn rau này nè. Tức quá mà. Trời đất ơi, hôm qua hả, tôi mua nó nửa cân đậu nè, mà tôi về tôi cân lại hả, ba lạng. Hỏi coi, tức không chứ? Mất tiêu rồi. Bực quá mà. Trời đất ơi, ăn gan bắn lận tôi vậy mà. Mọi người thấy nó đâu không? Chỉ giùm tôi đi. Chị ơi, cái thằng bắn rau nó về quê lấy vợ rồi. Chắc cái gì nghỉ luôn, đóng lên ở đâu? Nó quê đâu biết không? Chỉ với tôi đi. Tôi mà biết nó hả, tôi bầm tôi xé nó ra cho mà coi rồi nha. Buôn gian bán lận mà ghét dễ sợ nha. Coi bình tĩnh đi chị, mua gian vậy đốt không lâu đi. Có muốn nội không hả? Cháu ơi, cứ bình tĩnh đi, thời bộ khó khăn mà buôn gian bán lận là chuyện thường thôi, nhưng mà không phải ai cũng vậy đâu. Chú nghĩ đi nè, sao không tức được chứ hả? Mỗi ngày tôi đều mua ra tại này nè, thành mối quen mới ruột rồi. Vậy mà hắn còn buôn gian bán lận tôi hết lần này tới lần khác. Tôi nói vậy mọi người có hiểu không? Hiểu chưa? Mọi người có hiểu tôi đang nói gì không? Nhưng bà con ơi, mình biết là buôn gian bán lận vậy á thì mình đừng có mua nó nữa. Nhưng mà chú nói cho con biết, mấy người mà buôn bán gian lận ấy sau này nó không có giàu đâu. Chị ơi, chị đừng có qua đũa canh nấm chị ơi. Ở đây tụi tôi buôn bán đàng hoàng chắc phát lắm, chứ không phải giống như thằng bán rau đâu. Buôn bán lộn xộn như thế không? Giờ nó trốn luôn rồi đó. Bực bội quá à, mấy mốt hả? Tôi không thèm ghé chợ này nữa đâu. Tôi nó chợ quyện tôi mua. Cô ơi, cô, ở đây ai cần thiếu có người chứ không phải ai cũng bán thiếu đâu cô ơi. Đúng rồi, đâu phải ai cũng bán thiếu đâu mà nói vậy. Thì sao hồi nãy có người ta đây không nói? Phải ngon nè. Đúng rồi. Cải hả? Nhẹ quá vậy. Chú Bảy, công nhận nghe, chú Bảy gì già rồi, mặt khỏe ghê. Con gà 3kg mà chú Bảy cười là nhẹ. Cái gì? Gà này 3kg hả? Dạ. Mày giỡn rồi Bảy. Gà gì mà 3kg, nhẹ hiệu rồi 3kg. Con bán gà cho chú Bảy bao lâu rồi, chú Bảy không tin vậy. 3kg. Mày không tin thấy không? Mày không tin để tao cân cho mày, cho mày thấy. À, dạ đúng rồi chú Bảy, cân đi 3kg, rõ ràng là con cân 3kg. Để tao cân mày nói nhiều quá. Rồi mày móc dạ. Cho người ta đi. Nghe kỹ nha. Bèn đỏ 1kg 2kg. Kỳ vậy chú Bảy. Kỳ cái gì? Con cân là 3kg. Giờ mày không tin phải không? Chú Bảy cân lại một lần nữa đi chú Bảy. Mày không tin mày cân đi. Chú nghĩ nha. Mày phải cầm về nè, thọt tay vô đây. Nè, đó 1kg 2, thấy không? Phải 1kg 2 không? Kỳ vậy trời. Rõ ràng là con cân ở nhà là 3kg. Ở nhà mày cân bằng cái gì? Thì con cân bằng tay. Bằng tay thì làm sao mà chính xác bằng cái cân, trời ơi. Chú Bảy, con nói cho Bảy nghe. Con bán gà lâu rồi. Con nuôi nó, con biết. Con cân bằng tay, con bỏ lên là con biết nó bao nhiêu ký á. Nhưng mà giờ cái cân nó nói 1kg 2 thì tao biết là 1kg 2. Còn mình, nếu mày không có tin á thì thôi mày đem về đi. Kiếm chỗ nào 3kg đó bán cho ta. Chú Bảy kỳ quá. Con cân 3kg. Chú Bảy 1kg 2 con không có bán. Vậy cái ý mày muốn nói tao ăn gian phải không? Con không có nói mà con không có bán. Đi chỗ khác đi. Thằng bực mình. Anh mua gà không? Chắc thịt lắm á. Tao mua tao cúng ông nội cho hả? Không ấy ông lấy gà về ông làm thịt đi. Rồi mua nhang của tôi nè.
Rồi, tự ông cúng ông tôi đi. Vua Giang tế tôi hả? Không. Mày mới là không. Chú Bảy, đi chỗ khác kiếm chỗ nào 3 ký rồi bán người ta, để đây tôi buôn bán ơi. Còn bán một ký hai. Rồi bán cho rồi, nãy giờ mất công quá. Tôi đây. Mày sao mày? Mày đó tao mới mua chứ. Chứ người khác là tao cho đi luôn rồi đó. Chú mày, mày bán nhà ế nhớ mua nhang về cúng. Đập mày bây giờ. Chú nhiêu biết à, mua nhang về đúng không Long đi. Ủa, trở lại chợ đầy nữa hả? Hết giận rồi hả? Ừ, cũng tính lên chạy huyện mà mua cọng rau con gà lên cho huyện xa mỏi chân quá, chú hiểu không? Hiểu cái này hiểu nè. Mua gà hả? Ừ, mua gà. Nuôi lúa. Thôi được không... rồi, chú hiểu không? Giờ bán sao? Để cân đàng hoàng. Cân đi. Ơi, buôn bán phải đầu ra đó. Ba ký hai giác thấy không? Ba ký hai cái này có lẽ là 3,5 ký không ta? Đó, thôi được rồi, 3,2 ký được rồi. 3,2 ký hả? Nhiêu tiền? Thay vì 7,5 hào nhưng mà cẩn thận bán để làm quen đấy, 7 hào thôi. 7 hào hả? Nè 7 hào nè, tôi trả chú nó, chú hiểu không? Rồi. Có tiền là hiểu liền. Rồi, chú nói nhiều quá à. Tôi đi về tôi nấu cơm cho chồng tôi ăn, tôi hiểu không? Hai. Bốn. Sáu. Tám. Mười. Làm gì cười hoài vậy? Bà biết không? Sớm mời tôi mua con gà thôi. Một tôi lời 2 đầu bà. Này gì bà biết hay cân thiện ngân chứ gì? Cái cán cân nó trống phải không? Tôi đổ thiện ngân vô đó. Tôi muốn đầu nào nặng là nặng, đầu nào nhẹ là nhẹ, như thế tôi mới lời được 2 đầu. Bà ơi bà. Cái điệu này nè, không phải chốc chứ vợ chồng mình phát tài quá. Trời, tôi không ngờ là chồng tôi giỏi thiệt là giỏi. Giỏi thiệt là giỏi. Nhưng mà tôi nói là nha, mai mốt á là mình á là buôn bán kiểu đó ha, mình để cho bà con người ta tin á là mình phải thề độc người ta mới tin. Ông thề nè, tôi nói cho mọi người biết nghe chưa, vợ chồng tôi hả mà buôn gian bán lận đó thì nửa sau này cái vợ chồng tôi hả là coi là tuyệt tôn tuyệt tử luôn. Thì nói vậy người ta mới tin mình mới buôn bán được chứ làm gì có chuyện đó. Hiểu không? Hiểu. Cứ dạy cho tôi đi. Bởi vì tôi lấy ông á, lúc trước tôi hối hận lắm. Nhưng mà bây giờ tôi hết hối hận rồi. Bà ơi bà. Ơi. Chính bây giờ tôi thấy bà đếm tiền tôi mới hối hận. Hối hận lấy tôi hả? Tại sao mình lại ở nhà này? Chứ lẽ ra ngoài đường mà ở à? Theo cái điệu này, cái đà này đó, vợ chồng mình sau này sẽ có cái nhà. Ý ông nói là vợ chồng mình xây nhà ngói ba gian chứ gì? Ơi, mạng sống của tôi, hơi thở của tôi, tương lai của đời tôi, ôi, hạnh phúc của tôi. Các con. Dạ. Học xong chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Con. Dạ. Sao viết chữ xấu quá vậy? Rèn chữ lại đi kìa. Nè, đói bụng chưa? Dạ chưa. Chưa là phải rồi, bởi vì chưa tới giờ ăn cơm mà, đúng không? Dạ.
học giỏi, học ngoan nghe chưa? Dạ. Rồi các con muốn cái gì á, mẹ thưởng cho các con cái đó, hiểu dạ. không? Dạ. Ừ. Thôi bây giờ học đi. Nè, cha mẹ nói chuyện gì á thì nói, không có tò mò nghe, ha? Dạ. Ừ. Ông à. Ừ. Ai cha. Hey, ai biểu ông mua cái rương vậy? Bắt chước tôi phải không? Nặng. Tôi đâu có biết bà mua cái rương này hồi nào đâu mà tôi bắt chước. Nhưng mà lớn hơn cái rương tôi nhiều quá vậy. Gấp 3 lần đó. Ông. Hả? Buồn quá. Sao bà buồn? Tiền. Tiền là bà buồn. Tiền nhiều quá buồn. Tôi nói thiệt đó chứ không phải tôi nói giỡn đâu. Nhà mình hả bây giờ hả? Tiền quá rồi, không có chỗ để. Trời ơi, đi nát cả cái chợ luôn vậy đó. Mà tìm được có cái rương này là lớn nhất thôi à. Mà không đủ để đựng tiền. Thành ra nó buồn là vậy đó. Vậy là buồn nữa hả? Bà ơi. Bà ông ơi, tôi thấy vậy nè. Thấy bây giờ tiền bạc mình á, ăn mòn đời nó cũng còn. Thôi bây giờ mình nghỉ đi, đừng có buôn bán nữa. Mệt quá à. Thôi, tiền đang vô bà nghỉ. Bà nên tham mệt. Trời ơi. Vậy mà hồi đó đó, bà kêu tôi làm cái cân á, càng lời nhiều là càng tốt. Nè. Vậy thì tôi để tôi. Ba cái chuyện gian lận nó nhỏ nhỏ thôi, còn nó nghe. Bà nhớ không? Nhớ sao không nhớ? Người ta thắc mắc, người ta nói cái cân là không đúng. Bà thề. Trời ơi, bà thề á, nhiều khi tôi sợ đó. Đi đó nghèo khổ mới thề bậy. Bây giờ âm tính đi, nhà mình á là giàu nhất cả cái làng cái xã này rồi. Bây giờ tiền bạc quá rồi, mình già rồi, mình nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già đi. Với lại ông thấy đó, mình có hai thằng con trai, đứa nào cũng thông minh khôi ngô kháo khỉnh. Muốn cái gì nữa, tôi thấy như vậy là đủ lắm rồi, đúng không? Bạn nó cũng có lý. Ừ. Thôi đọc đi, để viết. Cảm ơn nha. Dạ, không có chi hết đó chị. Chị biết làm sao không? Chồng em ảnh làm ở Kinh Thành đó, cho nên em nói một tiếng thôi, ảnh gửi người mua về cho em liền. Em làm như vậy thiệt tôi ngại quá. Ôi, chị thiệt có gì đâu mà ngại. Trời ơi, cái tình nghĩa hàng xóm nha, láng giềng với nhau, mình yêu thương nhau, mình chăm sóc nhau, có gì đâu mà chị ngại. Bị tôi thấy đào nó quý quá đó mà. Làm cho tôi nhớ lại chuyện là... hồi xưa phải không? Chị tính nhắc chuyện hồi xưa phải không? Thôi chị ơi, cái hồi xưa đó nó xưa lắm rồi. Nó đã ngủ rồi, chị để nó ngủ luôn đi chị ha. Chị đừng có quánh thức nó dậy làm gì. Trời ơi, nó thức dậy nó quậy. Với cả em nói thiệt với chị, bây giờ á, em coi chị thiệt còn hơn chị ruột của em. Tại chị biết sao không, gia đình chị ăn ở phước đức quá mà. Trời ơi, tao nói bây giờ cả làng, cả xóm mình ai cũng ngưỡng mộ gia đình chị hết trơn á. Mà em là ngưỡng mộ chị nhất nè. Tao nói bán rau thôi mà giàu dễ. Là mình làm cái công chuyện nó lương thiện đó. Chị bán rau là một cái công việc rất là lương thiện. Cái đức của chị nó tích dần, nó dày quá. Bởi vậy mới giàu lên cỡ này. Uống nước dạ. Nghỉ giọng chút xíu đi. Chị. Hồi xưa mình túng thiếu, qua xin bà ta một quả trứng, bà ta hắt mà không cho. Bây giờ bà đặt thấy mình xe bắt hoàng làm họ. Chị ơi, chị. Chị liếc ai vậy? Chị liếc cái gì mà chị liếc dữ vậy, muốn lọt con ngươi ra luôn á. Đâu có. Cô dừng gắt cái mắt. Dạ. Là chẳng qua là có một cục bụi. Một cục bụi nó bay vào trong mắt. Thành ra phải liếc qua, liếc lại, liếc lại qua, liếc lại vậy. Để cho bụi nó văng ra khỏi đó mà. Chị khiêm tốn quá, chị nói sao chứ em thấy nhà chị sạch quá chừng mà. Vậy mà mới có bụi đó. Trời ơi, nhắc tới bụi em mới nhớ nha chị. Vụ gì? Chị biết bà Lượm ở cuối làng mình không? Lượm? Dạ. Lượm nào ta? Bà Lượm bán muối đó. À, bà Lượm bán muối. Ủa, dạ. Dính líu gì cái chữ bụi? Trời ơi, bà đi bán muối rồi. Thì đúng rồi, thì bà là bán muối, bà phải đi bán muối chứ. Là đi bụi đó, đi bụi. Là sao? Bà đi bụi là bà đi lang thang ở trển. Lang thang ở trển? Là chết rồi đó hả? Ủa, cái chuyện này chuyện kiên kỵ, tự nhiên chị nói. Ôi, nhưng mà tôi mới gặp bà đây mà. Dạ đúng rồi, bà mới hôm qua đó bị sét đánh xong đi bụi mất tiêu luôn. Sao vậy?
chuyện mắc cười lắm chị. Chuyện buồn em liệu nữa. Bà bán muối cho người ta mà bà trộn cát vô để mà cân cho nặng hơn. Trời ơi, mà người ta đâu có ngu đâu chị, người ta biết liền chứ. Bởi vậy người ta lại người ta mắng vốn bà. Bà không có nhận lỗi. Bà cãi người ta. Đã vậy bà còn thề độc nữa. Bà thề bà nói tôi hả mà nói sai cho ông trời hả cho xét xuống hả xét đánh chết luôn đi. Đó, bà thề vậy đó. Ta nói bà thề hôm trước hôm sau bà đi ra chợ. Rồi đang đi giữa đường tự nhiên trời mưa. Bà sợ bà nhột liền, bà mới kiếm chỗ để mà bà trốn. Bà mới trốn xuống dưới cái gốc cây. Ai dè đâu xét đánh trúng cái gốc cây, xét lửa qua bà, nướng bà cháy đen thui y như là củ khoai lang cháy. Thấy sợ chưa? Ông lấy cân lên đi, lấy lên đi. Sao vậy? Đào sâu xuống một chút nữa cho chắc ăn. Đào gì chứ, lấp được cái cân rồi. Ông à? Có chắc chắn là chỗ này ổn không? Trời ơi, tôi đã dò la chỗ này là mấy ngày rồi, không có ai dám bén mảng tới đây hết. Mà thấy ban ngày cũng lạnh như sống rồi, thấy chưa? Ai dám tới? Ông nữa, cái gì bà cứ nói đi chứ bà. Đêm qua tôi ngủ không có được. Sao vậy? Thế mà tôi chợp mắt á là tôi nằm mơ thấy toàn ác mộng không à. Tôi thấy cái gì? Tôi thấy tùm lum tùm la hết á, thấy dễ sợ ghê lắm. Rồi đã vậy á, mấy ngày hôm nay á, mắt phải của tôi bị giật. Mà người ta nói á, mắt mà mắt xui á là nam tả nữ hữu, nữ là bên phải đó. Mà bị giật. Ê ông ơi dạ. Nó bị giật nè, em thấy nó giật không? Thôi bà ơi, bà tưởng tượng nam tả nữ hữu mà mắt giật thì xui gì cái nọ. Dẹp đi. Nè, tôi dặn bà nữa chưa? Rồi đây sắp tới bà đừng có giao du chứ nó bà bám cái bà nhà nữa chưa? Miệng lưỡi của bà không lường trước được đâu. Không có đâu, nhưng mà lần này bà Tám mới nói thiệt mà. Tôi đã mò qua nhà bên bà lượm rồi. Đúng là bà bị sét đánh hả? Cháy đen như là củ khoai khét. Sợi, cứ nói bà chuyện xui hết hồn không à? Bà, đừng có nói mấy cái chuyện đó nữa. Xong chưa ông? Đó bà thấy ai? Có ai biết được chỗ này mình đó mình thuộc cái cảnh không? Đi. Bà có đem gạo lên cúng chùa chưa? Tôi đem lên chùa rồi, cúng dường cũng xong hết rồi. Tôi tính ngày mai đó đi bố thí cho người nghèo ở làng trên. Mà chuẩn bị đi, mai tôi đi với bà. Em đi vô này. Mẹ chạy luôn. Vân Nghĩa à, vô ăn cơm luôn con ơi. Vô ăn cơm nè. Mẹ cứu con. Trời ơi, sao mà rượt em vậy? Em đi vô này à. Thôi. Đứng yên vô này á. Trời ơi, sao giờ cũng hoài vậy, không thấy mệt hay sao? Dạ không. Ăn cơm đi. Trời ơi, cậu mới đói rồi, con chơi tới mai cũng được nữa. Chơi tới mốt luôn. Thôi mà, trời ơi. Trời ơi, tôi không biết nó là người ta hay khỉ mà nó vẫn quay không biết mệt, chẳng biết. Nè, ăn cơm đi nè. Dạ. Tay. Trời ơi, trời chết rồi. Tay ơi, cái bình cổ của tôi. Thôi ông à. Con lỡ làm bể rồi, bể bình này mình mua bình khác. Dạ, đúng rồi đó cha. Hừ quá. Dạ. Hai đứa, đi qua xin lỗi cha đi. Dạ. Đi. Cha ơi, cha ơi, con xin lỗi cha. Mai mốt con dám làm như vậy nữa. Còn có bình nào nữa đâu mà quậy mà phá. Thôi dạ. Mà thôi, ăn cơm đi. Ăn cơm. Đi. Nè, ăn đi. Cha ăn cơm mà mẹ ăn thôi, cơm. Thôi đừng có tiếc nữa mà. Cô cha ăn cơm rồi, mẹ ăn cơm. Để một lát tôi dẹp cho. Lại ăn cơm đi. Đây, bà đưa. À sao? Thank you.
rất yếu, đập loạn xạ. Từ trước giờ tôi trị cho nhiều bệnh nhân, chưa thấy bệnh nhân nào như cậu này. Thật lạ lùng quá. Thầy, thầy là thầy giỏi nhất ở làng này mà. Bệnh nào thầy chữa cũng hết mà. Không lẽ bệnh cô tôi thầy? Bao nhiêu tiền? Thầy nói đi, bao nhiêu tiền vợ chồng tôi cũng sẵn sàng bỏ tiền ra, miễn sao là cứu được thằng con trai của tôi thôi thầy. Thầy nói đi, bao nhiêu tiền hả thầy? Xin thưa với hai ông bà, từ trước giờ tôi vẫn lấy câu lương y như từ mẫu làm trọng, khắc cốt ghi tâm. Nhưng với trường hợp của cậu nhà, hiện tại chưa có phương thuốc nào được điều trị được, phải có một thời gian nhất định để theo dõi. Tôi sẽ cố gắng hết sức của mình. Con ơi, con có sao không? Thầy ơi, con tôi nó ho rồi thầy ơi. Con ơi, con ơi, đừng làm cho mẹ sợ con ơi. Con à, thầy ơi, con tôi sao vậy thầy? Thầy ơi, con ơi, Ngân à, thầy ơi, con tôi nó ho ra máu thầy ơi. Ngân à, con tôi nó ho ra máu rồi thầy ơi. Ngân ơi, con tôi sao rồi thầy? Con ơi, con của ông bà đã chết rồi. Dương! Dương ơi! Dạ. Rồi, cảm ơn. Giang ơi, Giang vừa thơm vừa ghẻ đây. Giang ngon lắm chị ơi, nên là chị coi được. Đâu rồi? Có ai nói cho tôi biết ông Bảy đâu không? Hỏi thì phải hỏi đúng người, người ta mới trả lời. Hỏi trống quê trống quốc vậy, ai mà trả lời? Anh bán nhang. Bán gà đâu rồi anh? Mày không hay tin gì sao? Ông bà nghỉ bán lâu rồi. Đang làm ăn khấm khá sao nghỉ bán? Kỳ cục vậy. Hai đứa con ổng mới vừa chết, không biết cớ sự sao. Mày nghĩ đi, ông bà còn tâm trí hơi sức đâu nữa mà bán. Chết. Vậy gà của tôi bán cho ai? Bán cho ai cũng chuyện của mày. Bà sao kỳ vậy? Con chết thì nghỉ một hai ngày thôi, sao nghỉ luôn? Nghỉ vậy tôi chết tiêu sao? Mày chết hả? Chết thì mày sẵn mày mua nhang về tự mày thắp cho mày đi. Đi chỗ khác chơi đi. Sáng sớm gặp cái thằng gì không? Vô duyên đúng không? Đúng. Mày cũng vô duyên á. Đi chỗ khác cho ta bán đi. Tự nhiên lại đây khóc lóc à. Gà ơi, Tao chỉ với mày sống sao đây? Sáng sớm gặp ông nội khùng, tự nhiên ôm hang gà anh ngồi nói chuyện rồi khóc. Bà ráng ngồi dậy uống miếng thuốc đi bà. Bà cứ vậy hoài thì làm sao mà hết bệnh được. Mẹ nhớ hai con nhiều lắm Nhân Nghĩa ơi. Ráng uống miếng thuốc đi bà, cho nó hết mau hết bệnh. Tôi không uống. Ông đem thuốc đi, tôi không uống đâu. Tôi chỉ muốn chết theo hai đứa con của mình thôi. Tôi không uống. Bà buồn như vậy hoài, con nó cũng đâu có sống lại đâu. Bà làm như tôi không nhớ, tôi thương con vậy. Tôi làm gì nên tội? Các con của tôi làm gì nên tội? Mà
Mà nếu tôi có tội lỗi thì ông trời bắt tội tôi đi. Ông trời cho tôi chết đi. Hai đứa con của tôi làm gì nên tội? Mà tại sao ông trời cướp con của tôi vậy hả chứ? Tất cả cũng tại tôi. Tại tôi buông gian bán lận. Mà cũng tại bà. Tại sao bà bắt tôi phải thề như vậy? Lời thề ấy nó linh thiêng như vậy. Trời ơi. Mẹ hại các con rồi, các con ơi. Cha bắt được là chết với cha ra chưa? Cha ơi, cha ơi. Chính rồi. Sau này nó lớn lên, nó sẽ làm cho ngươi khuynh gia bại sản. Nhưng nay thấy ngươi biết ăn năn hối lỗi, Ngọc Hoàng ra lệnh cho chúng về trời quy nạp. Cái chết của chúng cũng là vì nguyên do này thôi. Ráng tu tâm tích đức, làm việc nhân nghĩa thì trái đắng cũng có ngày sinh quả ngọt, để cậy nhờ về sau. Ông à, ông à, hả? Ông sao vậy? Không sao đâu. Thôi, không sao đâu. Ngủ lại đi ông. Hôm nay á, tôi có dở theo nấm xôi nè, vợ chồng mình ăn đi ông. Ông nữa tôi nữa. Ông ơi, tôi đói quá, làm ơn cho tôi miếng cơm ông ơi. Tôi đói quá ông ơi.
Dạ đội ơn ông, đội ơn ông. Nè, Mi biết trước vợ chồng mình lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay á, thì tôi đã để dành một ít nữ trang rồi. Cũng tại ông. Anh không nhớ nữa. Của đó là của Giang, của Lận. Tôi cúng chùa hết rồi, mong trời phải phù hộ cho vợ chồng mình có sức khỏe. Mình đã mang đàng hoàng lại từ đầu. Từ khi được thần linh báo mộng, vợ chồng ông Bảy không còn thương khóc con nữa. Ông bà quyết chí làm ăn ngay thẳng và cố gắng làm nhiều việc thiện. Chẳng bao lâu sau, cuộc sống trở nên khấm khá hơn và bà Bảy lại sinh được hai đứa con trai khác. Hai đứa trẻ hiền lành, văn hay, chữ tốt. Khi lớn lên học hành đỗ đạt, hiếu thảo với cha mẹ, vợ chồng ông Bảy được sống vui vẻ, thảnh thơi trong cảnh già. Anh có nhớ em không? Anh nhớ chứ, em nhớ anh không? Tất nhiên là có rồi. Nhưng mà cha không có cho em ra gặp anh. Cha họ cho người canh chừng em suốt ngày đêm luôn, không có cho em đi đâu hết trơn á. Em phải tìm cách mãi mới trốn được ra đây đó. Anh đừng có lo mà. Em sẽ cố gắng thuyết phục cha đồng ý hai tụi mình mà. Nha, chờ em nha. Chờ em nha. Ngáy ò của em. Chờ em nha. Ngáy ò. Dò. Ghẹo em hả? Em đi đâu ghẹo? Cười. Ôi. Anh này. Ôi, em giận anh luôn. À, được. Xin lỗi được chưa? Bà đâu rồi? Bà! Con Lan đâu? Tôi hỏi bà con Lan đâu? Ông làm gì mà ông nóng dữ vậy? Tôi đã nói với bà rồi, tôi cấm đi gặp thằng Trung. Vậy mà dám đi gặp thằng Trung, bà hiểu không? Con mình nó lớn rồi, nó tới tuổi cặp kê rồi, làm gì mà ông căng thẳng dữ vậy?
Tôi đâu có cấm yêu đương. Tôi hỏi bà nè, trong cái làng này nè, bộ hết thằng giàu có học giỏi rồi hay sao? Đến đi thương một thằng á nghèo rớt mồng tơi, một chữ bể đôi không biết. Bà có biết ngu nó không? Ừ, thì nó ngu giống tôi vậy đó. Nếu tôi không nhất quyết đời sống rồi chết á, thì cha tôi đâu có cho tôi cưới ông. Làm gì ông có cơ hội vô làm rể nhà này chứ? Bà này, nhưng mà cái chuyện đó khác. Khác cái gì? Lan! Lan bà biểu! Lan đâu? Lan! Dạ. Lan biểu! Con đây này cha. Trả lời cho cha chứ. Hồi trưa này con đi đâu? Gặp ai? Hả? Gặp ai? Dạ con... Nói! Gặp ai? Con... Nói! Dạ gặp anh Trung. Trung, Trung, Trung. Tao đã nói bao nhiêu lần rồi. Tao cấm. Không được gặp thằng đó. Tại sao con dám chạy cha? Ông à, từ từ. Con nó đang sợ kia kìa. Từ từ cái gì? Bà muốn lấy một thằng á nghèo rớt bằng tơi để tự hủy hoại cuộc đời đó hả? Cha, tuy anh Trung nhà nghèo, nhưng mà anh ấy tốt lắm cha. Tốt, tốt cái gì? Tốt có giàu có được không? Nếu giàu có được á, thì đâu suốt ngày á cày sâu cuốc bẩn mày ruộng vậy? Thân nó nuôi chưa xong, làm sao nuôi được con chứ? Con nói rồi, cha không cho con lấy anh Trung, con không có lấy ai nữa đâu. Nên, không có lấy thằng Trung nữa hết á. Kể từ hôm nay, cha cấm không được gặp thằng đó nữa, hiểu chưa? Cha! Mày cha. Cãi cha, mày cãi không? Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Sao vậy? Yêu Tinh đâu? Yêu Tinh đâu? Nó đâu rồi? Có sao không? Có sao không vậy? Đâu? Yêu Tinh đâu? Yêu Tinh hả? Yêu Tinh? Trời ơi! Yêu Tinh đâu? Yêu Tinh ở đâu? Ai là hai người của nhà mình đi? Bà có sao không? Bà ơi tỉnh dậy đi bà ơi. Con ơi, ai ai cứu giùm con tôi. Có ai cứu con tôi không? Con ơi, con. Anh hai. Chuyện gì vậy? Sao giờ này còn ở đây nữa? Mày hỏi ngộ. Đi làm thuê giờ nó ở đây ở đâu? Bộ anh hai không hay chuyện gì hết hả? Chuyện gì mày nói lại đi, vòng vòng quá mệt. Anh hai dừng tay lại nghe em nói nè. Chuyện gì nói đi. Đêm qua Yêu Tinh lại vào làng mình đó anh hai. Yêu Tinh lại vào làng nữa hả? Đây lần thứ ba trong tháng nó vô làng, nó phá hoại, bắt bớ, giết người, cứ làm riết vậy mà ai mà chịu nổi. Mà nè, đêm qua nó vô nhà ai vậy? Nhà ông Phú Hộ. Nhà ông Phú Hộ. Rồi, có ai bị sao không? Lan có bị gì không? Nghe bà con đồn á, gia đình nhà ông Phú Hộ, lớp thì bị thương, lớp thì chết. Chị Lan... Lan sao? Mày nói đi! Lan bị Yêu Tinh bắt rồi. Lan bị Yêu Tinh bắt. Còn đứa đó làm cái gì nữa? Chạy nhanh qua nhà ông Phú Hộ đi! Bà tỉnh lên đi bà! Bà đừng chết bỏ tôi rồi bà! Bà tỉnh đi bà! Ông Bá Hồ, có chuyện gì? Chuyện thế nào? Chuyện như thế nào? Nó bị Yêu Tinh bắt đi rồi. Nhất định tôi sẽ cứu Lan về. Mọi người, tôi nhất định sẽ giết được con Yêu Tinh và cứu Lan trở về đây. Khoan đã, vợ tôi bây giờ đã mất rồi, tôi chỉ còn một mình con Lan là người thân duy nhất. Tôi hứa nếu ai cứu được trở về, tôi sẽ gả cho người đó lấy làm vợ. Ông Bá Hộ cứ yên tâm,
Lan là người tôi yêu thương nhất trên đời. Cho dù không lấy cô ấy được làm vợ, tôi vẫn muốn nhìn thấy cô ấy sống khỏe mạnh. Nam, theo anh. Cảm ơn cậu. Cho tôi thế giới. Tôi được rồi, mọi người cứ là chăm sóc dân làng đi. Nam, theo anh. Ba đừng chết đi. Dừng nghỉ ngơi chút xíu đi. Mệt muốn chết. Đi cái gì từ sáng tới giờ. Nè, anh hai. Uống miếng đi. Rừng núi rộng lớn vậy. Biết đi đâu mà tìm tên yêu quái đó. Em nghĩ mình đi lạc rồi đó. Anh nghĩ là mình đang đi đúng hướng đó. Làm sao anh hai biết được? Thì nghe cho bà con kể. Con yêu tình rất là bự. Với lại đang bắt cóc Lan nữa. Chắc chắn trên đường đi nó sẽ để lại dấu vết. Và anh để ý trên đường đi rất nhiều cành cây gãy. Chứ là em nhìn thấy đi. Những dấu chân nữa nữa. Mình đi theo hướng nó chắc chắn là đúng rồi. Trước sau thì mình gặp nó thôi. Ừ. Thôi. Đi đi cho kịp. Mà khoan đã. Gì nữa? Cũng phải kiếm cái gì nhét vô bụng trước chứ. Hey, đằng kia có bụi cây dại kìa. Lại hái ăn. Anh hai. Ngon lắm. Hái ăn đi. Tưởng vô trong rừng này là chết đói rồi đó. Hên sao có mấy trái này để ăn lót dạ. Nói chung là ngon thiệt. Ủa anh hai. Trên đời này mình có hai ông mặt trời hả ta? Làm gì có một thôi. Bậy. Có hai ông mặt trời. Bậy. Anh hai không tin đúng không? Nhìn nè. Đó, một ông mặt trời đúng không? Đúng rồi. Ông mặt trời thứ hai nè. Nhìn. Ủa, cái gì mà sáng dữ vậy ta? Để em, để em. Để em leo lên coi. Thôi bỏ đi, lên. Giữ anh hai. Cẩn thận nha. Là cái trống em ơi. Hả? Cái trống. Quăng xuống đây, quăng xuống đây. Cẩn thận nha anh hai. Khỏi dừng té. Giữ lấy nè.
trống thì lạ vậy ta? Tại sao lại có hai cái dùi? Một xanh, một đỏ. Này, nó nghe. Gì? Em khẳng định với anh hai, đây là cái trống thật. Sao em biết? Hỏi vậy là thấy là kỳ. Quên lời ba má dặn hả? Cái gì phát sáng đều là thần hết. Cái trống này phát sáng là trống thần. Nói bậy đi. Mà tại sao giữa rừng thiên nước độc như vậy lại có cái trống nằm trên đó lại còn phát sáng nữa chứ? Không tin thì thử đi. Thắc mắc chi cho mệt nè. Bây giờ em với anh hai cùng nhau đánh vô. Nếu như có phép màu xảy ra, đích thị đây là trống thần. Ờ. Một, hai, ba. Dừng lại. Ông là ai vậy? To gan. Hai người là ai mà tại sao dám phá trống người ta? Dạ không có. Dạ xin ông bớt giận. Tại vì tụi con đang đi, cái tụi con thấy cái vật gì nó phát sáng, cái tụi con tò mò, cái con leo đi con lấy xuống. Ai ngờ cái trống này, chứ tụi con không có ý mạo phạm đâu. À, ông ơi, nếu ông có tức giận, ông muốn trừng phạt á, thì ông cứ trừng phạt con đi. Tại con là người xuống anh hai, con lấy cái trống đó xuống á. Bậy. Dạ có phạt con nè. Tại con leo đi con lấy xuống mà. À, không phạt con xúi ảnh mà. Dạ phạt con nè. Trời, phạt con leo lấy. Thôi được lấy. Rồi. Đây. Dạ. Để. Ông ơi. Con trả lại cho ông. Dạ. Nhưng mà ông cho con hỏi một câu nha. Người cứ hỏi. Không phải ma không? Không được hỗn láo. Ta là thần trống. Thần trống? Đó, em nói đâu có sai. Thần mà. Hai người là ai? Tại sao vào đây phá trống của ta? Dạ, chuyện là như vậy. Không hiểu sao dạo gần đây trong làng con xuất hiện một tên yêu tinh. Hắn mỗi lần xuất hiện là giết người, cướp bóc, thậm chí là bắt người yêu của anh hai con nữa. Bởi vậy con và anh hai con nhất quyết phải vào rừng sâu này để tìm cho bằng được tên yêu tinh đó, để giết, trừ gian diệt bạo, sau đó là cứu người yêu của anh. Thì ra hai người vào tận rừng sâu là định cứu người. Dạ. Thôi được. Vậy thì ta sẽ cho hai người mượn cái trống này. À, vậy là cái trống này có công dụng gì thưa thần? Cái trống này khi chĩa vào người nào cầm dùi màu xanh đánh vào trống thì sẽ làm cho người sống chết đi. Cầm dùi đỏ đánh vào trống sẽ làm cho người chết sống lại. Sau khi tiêu diệt con yêu tinh xong, hãy mang trống này về trả lại cho ta. Nhớ chưa? Dạ. Vậy là cứu được chị Lan rồi. Dạ. Con đổi ơn thật. Con đổi ơn thật. Con đổi ơn thật. Con đổi. Ủa? Đi mất tiêu rồi. Cháu là thần, ông biến rồi đó. Đi cứu người, cứu người. Đi hướng nào bây giờ anh hai? Cứu này. Đi. Tiếng gì không? Hình như là tiếng thở. Sai rồi. Tiếng trống. Gì tiếng trống ở đây? Trong bụng. Đói bụng chết. Nữa? Mới ăn xong thì đói bụng hả? Thì tại đi được sáng tới giờ ăn có mấy trái rau rừng. Mày ham ăn quá. Nè, không phải tiếng trống. Hình như tiếng của một người con gái đang khóc. Hả? Thiệt vậy không? Có khi nào là chị Lan khóc không? Phải. Tiếng này không phải tiếng của chị Lan. Em hiểu rồi. Là tiếng khóc của tên yêu tinh. Và tên yêu tinh là nữ. Em đi quá. Nó bậy bạ. Vậy rồi. Chúng ta sắp tới miệng hang rồi đó. Sắp tới chỗ yêu tinh rồi. Hiểu chưa? Đi kiếm đi. Khoan. Em ngửi thấy một cái mùi nó lạ lắm. Mùi gì? Nói anh hai đừng có sợ nha. Mùi xác chết á. Mùi tanh tanh đúng không? Dạ chắc chắn chúng ta gần tới miệng hang rồi. Hay chỗ có yêu tinh nữa. Đi kiếm đi. À,
Anh đây. Đừng làm ồn, còn nếu tình phát hiện được là mình chết chứ hả? Hết. Anh hai, cái hàng này coi bộ sâu dữ lắm á. Sao em biết? Ừ, mày vậy mà có thông minh. Tùm. Cái gì tùm? Tiếng hòn đá rơi xuống nước kêu cái tùm. Mày xạo quá, tao nghe đâu. Nghe vậy là sâu lắm rồi đó. Ừ, sâu quá. Vậy bây giờ làm sao xuống đi ta? Giờ làm sao xuống đây ta? Anh hai, có cảnh. Này, bây giờ mình sẽ thả cọng dây thừng này xuống, hiểu không? Mình sẽ leo xuống, hiểu không? Hay. Nè, bây giờ anh sẽ đu xuống trước, em sẽ tự xuống sau, nghe chưa? Bảy, anh em đi với nhau, lớn lên cùng với nhau. Tự nhiên bây giờ anh đi vô chỗ chết, em đứng trên đây làm gì? Thì anh có nói là em đứng ở đây đâu. Anh nói anh xuống trước, em xuống sau mà. Nè, anh xuống, anh có chuyện gì em chạy về làng thông báo cho mọi người liền. Đi, bám sát anh nè. Em thấy tiếng khóc càng ngày càng lớn. Anh cũng nghe nữa. Em thấy có bóng người. Đâu? Chị Lan, chị Lan, Lan, em Lan. Nam nè, anh Trung nè. Không phải Lan. Anh Trung ơi, em đây nè anh Trung. Lan, chị Lan bên kia. Lan. Em đây nè anh Trung. Lan. Em có sao không? Em có sao không? Em không sao á. Yêu tưởng làm gì em không? Không. Xin lỗi nha. Bên kia là chị Lan, chị còn đây là ai? Cô ấy tên là Hiền, cha mẹ của cô ấy bị ô tin giết hại, tội nghiệp lắm. Cô cứ yên tâm đi, ngày hôm nay cô gặp hai anh em thì tôi là may mắn lắm rồi, tôi sẽ giúp cô thoát ra. Bây giờ chúng ta phải tìm cách ra khỏi hang động này, chứ không yêu tin nó quay lại thì nguy lắm. Đúng đó, thôi nhanh lên. Đi, chúng ta đi. Lên! Trời đất ơi! Tôi hoài nhức đầu muốn chết nè! 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 Bây giờ em đưa hai cô gái lên miệng hang trước, anh ở lại chống chọi con yêu tinh này. Thôi anh hai, anh em mình sống chết có nhau, giàu sinh ra tử. Anh sống thì em sống, anh chết thì em chết. Không được, cách của em á là bốn người đều chết hết, chỉ mình anh hy sinh thôi, hiểu chưa? Xin! Bây giờ hai thằng bay, thằng nào lại bước lên cho ta ăn thịt trước? Chờ một chút xíu để ta tính kế. Hai bây giờ tính kế sao giờ? Bây giờ. Để em. Tên yêu tinh kia, của ta. Đừng nghĩ ta sợ nhà ngươi nha. Đừng nghĩ ta sợ nhà ngươi nha. Anh em chúng ta thay mặt cho dân làng tới đây để giết yêu tinh như nhà ngươi. Giết yêu tinh nhà ngươi? Hai anh em ta đã từng giết những tên yêu tinh còn xấu hơn nhà ngươi nữa. Xấu hơn nhà ngươi nữa? Cảm ơn cái gì? Cảm ơn? Vì ngày xưa tới giờ chỉ có tụi bay mới khen tao đẹp thôi. Không có gì, nhưng mà chưa hết. Trước đây ta cũng đã từng lấy răng nanh của yêu tinh để làm cuốc làm sản. Xí! Gì? Tao không có răng nanh. Bây giờ phải làm sao? Cái trống. Quay! Ta đã có trống thần trong tay. Trống thần trong tay? Đánh một cái là nhà ngươi sẽ chết. Có tin hay không? Không! Không tin hả? Kể nó, đánh! Chết! Chết là do em quên đã. Cây màu trống màu đỏ, ông thần nói là để cứu người. Cây màu xanh biến yêu quái. Xí, cái niềm đó. Cõi đây. Chết. Tôi yêu tình chết rồi. Chết rồi, nhanh lên. Mình ơi, chết bỏ tôi vậy mình ơi. Tôi biết sống với ai đây? Cha. Con. Cha. Trời ơi con. Mẹ con mất rồi con ơi.
Mẹ ơi. Dạ, ông Bá Hộ cứ yên tâm, con có cách cứu bà Bá Hộ. Cậu nói thật hả? Dạ. Nào, đưa trống cho anh. Cứu. Xong. Xong lên nè, em mọi người đi. Mình ơi. Tỉnh lại bà con ơi, tỉnh lại. Cảm ơn cậu. Dạ. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Đã giữ đúng lời hứa. Con, tôi xin gả con gái tôi làm vợ cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Thưa thần, nhờ có cái trống thần này mà chúng con đã tiêu diệt được tên yêu tinh, trừ họa cho dân làng. Như đã hứa, chúng con đã quay lại để trả lại cho thần cái trống này.